Hàng chục nghị sĩ Mỹ yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump giải trình về thỏa thuận cho phép công khai các bản thiết kế súng tự chế bằng công nghệ in 3D. Theo hãng thông tấn AFP, trước đó để dàn xếp vụ kiện bắt đầu từ năm 2013 liên quan đến quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng, chính quyền Washington đồng ý cho phép nguyên đơn là ông Cody Wilson chia sẻ các bản thiết kế và hướng dẫn tự chế tạo súng in 3D từ ngày 1 tháng 8. Điều này có nghĩa là bất kỳ người nào sở hữu máy in 3D hiện đại giá từ 5.000 cho đến 600.000 đô la đều có thể tìm mua vật liệu để chế súng. Hôm qua, 5 thượng nghị sĩ và 42 hạ nghị sĩ đã cùng lên tiếng phản đối thỏa thuận nói trên. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cảnh báo, hãy tưởng tượng những kẻ điên loạn và phần tử khủng bố dễ dàng có trong tay những khẩu súng nằm ngoài sự kiểm soát của hệ thống.